Tại sao huấn luyện viên yoga lại cần phải biết thở nâu ni? Các bạn có thể chia sẻ rất nhiều những động tác hay, những cái chuyên môn rất là tuyệt vời từ vũ thuật động tác. Tuy nhiên nếu như các bạn không biết thở nâu ni thì có nghĩa là tất cả những cái chuyên môn của các bạn chỉ là thể dục thôi. Và rõ ràng là yoga sẽ có được cái lợi ích vô cùng lớn thông qua các cái phép thở. Tại vì sao ạ? Tại vì toàn bộ những cái lợi ích của yoga phải được có từ những phép thở. Và rồi nếu như các bạn không biết thở nâu ni thì có nghĩa là các bạn chỉ là chém gió thôi, chỉ là chia sẻ cái câu chuyện mang tính chất là huấn luyện viên giáo dục thể chất bình thường thôi. Vậy thì nếu như các bạn muốn nhé, nhận được bộ video trọn bộ về thở nâu ni từ căn bản cho tới nâng cao, các bạn cứ comment và chuyển khoản ngay tại đây. Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn một bộ video rất là đơn giản, rất là hiệu quả, đồng thời được nhận một cái mức kinh phí cực kỳ là ưu đãi. Ngay tại lúc này đây, nếu như các bạn chuyển khoản luôn, Kim Toàn sẽ chia sẻ với các bạn là 800.000. Chỉ với 800.000, các bạn có trọn bộ video để có thể tự tập luyện thở nâu ni trọn đời. Rất đơn giản, tiện lợi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong được kết nối với các bạn nhiều hơn ở những cái chuyên đề thú vị khác.